Bây giờ người cá Benjamin và người cá Tai sẽ đi siêu thị. Nguyên nhân chính tại sao phải đi siêu thị? Nhà hết giấy vệ sinh đúng không Ben? Ben lấy giấy vệ sinh nhà tôi, Ben hỉ mũi riết. Hết giấy rồi. Ben bệnh yếu quá mà. Hết nguyên đàn cây đàn này là không giấy ha. Ồ, mấy cái này đẹp quá vậy. Múa này trải căn phòng người cá đi. Thảm đẹp quá. Bên mua giấy gì nhiều vậy Ben? Về hả? Làm nửa nệm ngủ được luôn á. Rồi. Lấy giấy về bán hả Ben? Một bịch đó hả? Cũng đâu có cái này. Nè. Tao bỏ lại cái này cho đến hàng xóm đi. Rồi. Trời ơi. Mua giấy về làm gì nhiều dữ hả? Xài 2 năm cũng không hết nữa. Vậy gì có xài 1 năm hết rồi. Ben. Trời ơi. Ben đi siêu thị rồi các bạn ơi, Ben quậy. Trời ơi, Tai ơi, tên của em đây luôn rồi Tai. Con này nó khuyến mãi là đứng đây. Bột giặt ti ve. Bột giặt ti ve. Tai siêu sạch. Rồi Tai đứng đây bán bột giặt luôn đi Tai, hợp lý. Các bạn, hôm nay mình thử đến nó ngoài ăn mà thì mình thấy chả vô cái nào rồi các bạn, lại đây nè. Xui lắm, Ben chưa làm người cá, Ben ở đây Ben ăn nhiều đồ. Chả cá, rồi cá viên, không tốt cho sức khỏe, nhiều dầu mỡ. Mà nếu các bạn còn nghèo quá không có được. Mà ít nhất các bạn cũng đừng có ăn cái củi hành tân thực sinh nha. Nó rất là có hại cho sức khỏe đó. Đây là các bạn có thấy không? Xúc xích là sủng à. Các bạn thấy đẹp đau lòng. Kỳ con quái thú, nó bị kỳ con động vật, nó bị giết hại. Và mình về bán cho mình ăn. Bây giờ có tiền giết chết con động vật bạn sống đó mà không giúp ích được gì cho mình thì mình giết nó em. Khi ăn mình làm chi? Nên các bạn nhớ mình đang ăn thịt động vật nữa nha. Đây mình đi tham quan thịt dầu nữa. Số 18 xin lại mời Ben tiếp thị và luôn đến bàn ăn số 18. Cái quầy sữa rồi thì Ben thử ở đây mấy ngôi người đẹp đẹp nghe vô thôi. Cho các bạn xem cá nó để trong lạnh vậy không biết nó để bao nhiêu ngày. Nên các bạn nhớ nếu các bạn còn ăn mặn chịu không nổi, các bạn đang từ từ giảm tới giai đoạn ăn cá thì các bạn phải để cha mấy ngày lại nha. Cứ để lâu ngày quá cũng có tốt đâu. Cứ để lâu ngày quá là không có tốt, ăn vô sẽ bị bệnh ung thư đó. Hay là nhìn ui bít tết bò trong lạnh. Úc hôm nay là gà đuôi gà tư gà đông lạnh xuất xứ từ Mỹ, mặc dù nó xuất xứ từ Mỹ từ Úc chưa chắc là nó sạch sẽ và ngon đâu các bạn, nhưng là gỡ nó đi tầm bậy thì sao các bạn nhớ, các bạn thấy là nó ghi vậy các bạn không tin, các bạn đừng có thấy vậy ham quá mà các bạn mua liền nghe, coi chừng bị nó lừa đó. Đây là trên nhà Tây Mỹ chả ngon luôn. Gia cầm Việt Nam mình thấy món nào cũng không ngon rồi sao. Người trâu rồi, trâu rồi, không có tốt cho sức khỏe cái nào. Nghĩa là không có tốt rồi. Cái bò hồi xưa á, thấy không? Hồi xưa này là mình khoái ăn mấy cái này.
bị khói ăn mấy này lắm nha. Nhưng mà bây giờ mình bỏ ăn rồi. Các bạn muốn thấy á, là ăn mặn thật là hại không? Vừa hại cho sức khỏe mà vừa hại con vật phải chết nữa nè. Nên chúng ta đừng nên ăn vậy nữa. Đây là rau này thì tốt rồi, bên mít tốt rồi. Nhưng mà trước khi làm cái gì đó các bạn nhớ đã đông nó nha. Tới bên này thấy không vui nữa nè.